đó đó. Hay vậy là tính đó tôi mới đi mua đồ, mới ra khỏi nhà chưa được 10 phút nữa, 7-8 phút à. Khi về tới nhà là tôi thấy cái cổng rào đập mung hết, thấy tưởng nó người nhà mở nhưng mà thấy cái khóa nó rớt ra ngoài, cái thanh sắt nó cong hết, nó mới nghi rồi. Nghi thì nhìn bên trong nữa là cái cửa trong khóa xích à, có cửa sắt và khóa xích bung ra luôn. Nó là lúc là nghĩ là đúng là trộm. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Hải đã bẻ hai làn cửa khóa, lục tung đồ đạc tất cả các phòng trong nhà để lấy tài sản. Điều mà chủ nhà là người vốn rất cẩn thận cũng không thể ngờ. Sau khi nhận được tin báo về vụ việc trên, công an phường Lợi đã nhanh chóng đến hiện trường nắm tình hình và phát hiện kịp thời bắt quả tang khi đối tượng đang tìm đường tẩu thoát. Tài sản thu được tại hiện trường hơn 30 triệu đồng, 2 laptop và 1 iPad đã được bỏ vào túi, chuẩn bị tẩu thoát. Tiến hành khám xét nơi ở của Hải,